chào anh em. Phải nói là biển Hồ Vinhomes Park một cái ngày nắng như hôm nay, nước vào nhiều hơn, nhìn cái độ xanh của cái nước biển nó đẹp hơn. Biển hồ đẹp lung linh hoài. Đây là nó còn chưa chưa bơm hết nước vào đấy. Bọn này nó cứ là rút ra xong rút nước vào tốn công nhỉ. Đâu, nó rút nước ra đâu, nó hút cái cát ở đáy kìa, màu đen kìa, là nó hút ra. Thế là trước đây cũng đầy đầy nước rồi, xong bây giờ lại vơi đi xong lại bơm lại nước vào. Nó bị thấm ấy, nó thấm đáy. Nó đẩy từ cái mạch mấy cái mạch ở dưới đáy hồ lên. Nó phải xử lý. Bây giờ nó có mấy cái kia là không phải là máy bơm nước mà là máy hút cát ra. Đẹp thật, lên hình nhìn xanh gì luôn. Mình đang quay là 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa ạ. Riêng cái cụm mà shop house ở khu Vincom Megamall 24 căn shop này thì một số người thì một số sale thì bảo là bán cả cụm, một số sale thì bảo là bán từng căn lẻ. Nhưng mà chưa rõ thông tin là sẽ như thế nào. Tại vì vị trí của cái khu shop này nó rất là đẹp. Nó nằm ngay ở Vincom, nó cũng là khu lõi của dự án. Một bên là Vincom, một bên là Biển Hồ, một bên là khu Hải Âu 01. Thì chủ đầu tư muốn bán lúc nào cũng được. Chủ của anh. Cỏ hôm nay nắng nhìn nó xanh nhỉ, nhưng không như mấy cái hôm sau dịch nó cắt trụi thì hôm nay lên rồi nhìn đẹp đấy. Cỏ xanh, cây xanh, nhà trắng, trời xanh, bầu trời xanh gì. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Dạo này mình không thấy nắng mấy, không thấy nó nắng nó vẫn chưa đến cái mức gọi là kinh khủng, ví dụ 40 độ. 40 độ thì đứng ở ngoài trời nắng lắm. Nhưng biển hồ này chắc cuối tuần này cư dân sẽ đổ về đây rất là đông. Ít nhất là để ngắm cái biển hồ vì đã bơm nước vào rất là nhiều rồi. Nhìn nó xanh bắt mắt. Nó giống những cái thời gian cuối năm 2019 thì biển hồ có nước. Còn từ sau khai trương khoảng 2 tuần thì biển hồ bắt đầu hút nước và tiến hành cái công tác cải tạo, tu bổ và vá lỗi. Đến thời điểm hiện tại thì cũng đã khá là hoàn thiện rồi. Và mình nghĩ sẽ đưa khai thác thương mại sớm trong cái dịp hè này. Thứ nhất là thu về cái lợi nhuận từ kinh doanh. Thứ hai là cũng là cái thời điểm để bàn giao các cái phân khu thấp tầng tại Vinhomotion Park, như phân khu sau biển cũng đã bàn giao được khoảng 80%. Rồi sau đó đến các phân khu Ngọc Trai, Hải Âu và San Hô. San Hô sẽ bàn giao sau cùng. San Hô thì khoảng tháng 8. Sau đó thì sẽ đến các cái khu shop thương mại dịch vụ năm mấy năm. Từ giờ đến hè chúng ta chỉ có trông đợi vào cái biển hồ này sẽ đưa vào vận hành thương mại thôi. Ngoài ra thì các cái điểm tiện ích khác của dự án thì nó cũng đã hoàn thiện và đã được sử dụng rồi.
như khu vực quảng trường và các cái bãi cát ở bên hồ nước ngọt. Thì cuối tuần này Vinhome họ có tổ chức một cái sự kiện mở bán tòa S1 S108 đúng Vâng. không? Tòa S108 chung cư tại Vinhome Ocean Park. Thì họ làm một cái khu sự kiện ngay ở chỗ giữa biển hồ, giữa giữa hồ nước ngọt, đối diện với đảo Ngọc Trai và dãy hải âu 01, để làm sự kiện ở đó. Khách hàng sẽ ngồi trên bãi cát và nghe tư vấn. Đó là về căn hộ cao tầng và Vingroup họ triển khai. Trong chính cái tiện ích mà họ xây dựng lên đấy là cái hồ cát trắng, hồ điều hòa 24,5 hecta, hoặc là các cái quầy nướng BBQ, các cái không gian tập gym và các cái khu sân vườn nội khu ở trong chung cư thì cũng đã đưa vào sử dụng hết rồi. Tiện ích chờ đợi nhất vẫn chính là biển hồ thôi. Biển hồ vẫn là cái tiện ích mà cư dân cũng như khách hàng đến tham quan chờ đợi nhất. Tức là họ sẽ muốn biết là tắm ở đây nó sẽ như thế nào, dịch vụ ở đây nó sẽ có những gì, giá cả bao nhiêu và cái khâu lọc nước hoặc là làm sạch nước hoặc là bơm nước hoặc là xử lý hồ sau những cái ngày mưa to gió lớn thì sẽ làm thế nào. Thì mình cũng chưa biết là chủ đầu tư họ xử lý cái hồ này như thế nào sau những cơn mưa, mình chỉ biết là sau cơn mưa thì hồ nó vẫn màu xanh. Đấy là sau cơn dông thôi, không biết là có mưa hay không vì lúc mưa là mình đã về nhà rồi. Mình về nhà thì mình thấy có mưa bé bên Eco Park, bên này thì không biết. Biển xanh cát trắng nắng vàng, nhưng hy vọng chủ đầu tư sẽ trồng thêm cây ở trong biển hồ, hoặc là họ sẽ setup thêm các cái khu để cho cư dân hoặc là cho khách hàng sử dụng cái dịch vụ biển hồ này có nơi cái trú ngụ khỏi ánh nắng. Ví dụ như những cái túp lều lá đấy chẳng hạn, sẽ áp thêm ở các cái khu vực bãi đất trống khác. Chứ mình thấy có mỗi khoảng 30 cái, hơn 30 cái, cảm giác hơi ít. Nó chỉ có cái khu trước cửa phân khu sau biển 19 này và khu shop house này, và cái khu trước Hải Âu này cũng có một cụm, có khoảng hơn 10 cái lều tranh ấy thôi, hơi ít. Cây dừa ở đây thì nó cũng không có bóng mấy. Biển hồ. Giờ chúng ta sẽ ra phía sau để xem khu shop thương mại dịch vụ hôm nay đã lên đến hết tầng 5 chưa, vì mình thấy xây rất là nhanh, cứ sau một đêm lại khác. Còn đây là công trường của khu thứ nhất là Hải Âu 02 dãy lẻ. Rất nhanh. Nhà hôm nay thì nhà của anh chị nào góc này sạch bong rồi. Đó, từng tầng một thì anh chị có thể để ý là chủ đầu tư họ đã bóc hết những cái giấy dán màu xanh xanh rồi. Còn mỗi căn kia bàn giao thì sẽ bàn giao tầng 1 có cả cửa kính này. Đó. Họ làm rất nhanh. Đấy, tầng 1 cửa kính rất đẹp. Tầng 2, tầng 3 cũng cửa kính. Tầng 1 cửa kính là nhìn nó trong, nhìn nó sạch, nhìn nó rất là sang. Đó, tầng 1 rồi. Và anh chị nào mà dãy Hải Âu 02 mã căn lẻ thì sẽ là khu này. Cửa kính và sau thì sẽ có một lớp cửa cuốn ở ngoài nữa. Ví dụ như đây mình, anh chị nhìn nó hơi lái tí, nó sẽ ra góc kia sẽ có cửa cuốn nhá. Tầng 1 nhé, tầng 1 sẽ có cửa kính và cửa cuốn. Đó, tầng 1 đó. Dán mã căn tức là sắp bàn giao. Rất đẹp. Khu Hải Âu 02 mã căn lẻ. Bây giờ mình sẽ quay ra khu shop mà thương mại dịch vụ để xem họ làm đến đâu rồi. Đây là khu shop house thương mại dịch vụ, thì hiện tại là hôm nay ấy,
rất nhanh thôi. Sau đúng khoảng một ngày ra công trường là họ đã ráp gần xong cái phần mái tầng 4 và đã trồng cọc lên cái phần tum rồi, 4,5 tầng. Đấy, mái tầng 4 là họ đã ráp xong rồi. Đúng là Vingroup làm nó gọi là thần tốc thật. Đây là khu shop thương mại dịch vụ Hải Âu 12 thì đã có lịch ký hợp đồng mua bán trong tuần này của các căn shop thương mại dịch vụ với mã căn chẵn. Dãy Hải Âu 10, 12 thì sẽ ký trước và những căn mã căn lẻ sẽ ký sau. Đây là thông tin cập nhật mới nhất từ người nhận được từ Vinhome. Trong tuần này sẽ ký các cái căn chẵn trước, mã chẵn. Những căn lẻ thì sẽ ký sau của dãy Hải Âu 10 và 12. Hải Âu. Ví dụ như HASV, HA12, SV177 là mã căn lẻ thì sẽ ký sau. Đây là tiến độ thi công rất nhanh, đã cái sàn tầng 5 coi như là đã hoàn thành đến khoảng 90% rồi. Ngày mai có khi chúng ta ra là đã lên hết phần tum rồi, lên hết tầng 5 rồi. Phải nói là tiến độ của Vingroup họ làm gọi là siêu thần tốc. Bây giờ vẫn có công nhân đứng ở trên cái khu ấy. Bây giờ là đang là khoảng 12 giờ 5 phút trưa. Biển xanh cát trắng nắng vàng. Nhưng ở công trường ở phía trong này chúng ta có nhà trắng, có nắng vàng và có cát vàng. Trời xanh cát trắng nắng vàng thì sẽ đúng hơn. Cát trời xanh nhà trắng nắng vàng. Đẹp lung linh. Nhìn nó rất là mới luôn. Anh chị nào mà mua trong này mà khi mà vào nhận nhà khá là chi mừng vì nó rất mới. Mình cảm giác là nhà nó mới ấy. Nhà của mình nhận và mình cảm giác rất là thích. Hoặc giống như anh chị mua cái gì đó nó mới mẻ mình rất thích. Mình kỳ vọng nó sẽ thế này thế kia rồi tương lai thế này thế kia. Đó là một cái niềm tin mà mình, nó là cái sự phấn khích của khách hàng khi mà nhận được những căn nhà như này. Nó sẽ, anh chị khi nhận nhà thì sẽ có những cái ưu điểm mà mình thích, ví dụ cảm xúc các thứ, nhưng sẽ có những cái mà mình chưa được hài lòng. Cái câu chuyện đó là bình thường, tại vì là cuộc sống này nó không có cái gì trọn vẹn, không có một chủ đầu tư nào hoàn hảo đến mức gọi là dùng từ hoàn hảo cả. Nó chỉ ở dừng ở mức là 99% thôi. Dù nó đẹp đến mấy nó cũng chỉ dừng ở mức là ổn, hài lòng, dùng ở mức hài lòng thôi. Còn những anh chị nào khó tính mà đạt đến cái mức gọi là trọn vẹn thì nó rất là khó. Chuẩn, đạt chuẩn là được rồi. Tại vì thực sự cái tay thợ nghề của Việt Nam mình về xây dựng này nó cũng không được tốt như bên nước ngoài. Một là về công nghệ, hai là về tay nghề của thợ. Nó cũng không gọi là chỉn chu như là được ở nước ngoài. Nhưng cái việc mà cần thời gian thêm để thứ nhất là thợ họ phải trau dồi tay nghề, thứ hai là công nghệ xây dựng nó sẽ cập nhật so với xu thế. Nhưng mà nhà anh chị thì rất đẹp rồi. Như em đặt địa vị với em nhìn cái nhà như này em rất hài lòng. Chê thì mình sẽ, khi mà mình phải vào chi tiết từng căn mình thấy một số bất cập. Ví dụ đồng đường ống nước rồi chát trùng hoặc là cửa kia các thứ thì mình mới biết được, sàn xiếc cao dày hay như nào thì mình biết. Còn thực tế là nhìn như thế này thì mình cũng rất là thích, mình thấy hài lòng. Em thì em thấy hài lòng. Anh chị nào không thấy hài lòng thì khi nào nhận nhà sẽ biết nó không hài lòng ở điểm gì. Còn nhìn hình ảnh này thì chắc cũng sẽ hài lòng thôi. Rồi, giờ em sẽ đi ăn trưa. Cảm ơn mọi người.